Loại hình xe cấp cứu hai bánh đầu tiên được thử nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, sau đó là Bệnh viện quận 2 và hiện giờ là Bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện mô hình cấp cứu ngoại viện bằng xe hai bánh đạt hiệu quả tốt. Ghi nhận sau hơn một tuần triển khai cấp cứu ngoại viện bằng xe gắn máy, Bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đạt được những hiệu quả ban đầu và được người dân ủng hộ tích cực. Mô hình xe cấp cứu ngoại viện bằng xe hai bánh với mục đích là để tận dụng thời gian vàng trong cấp cứu người bệnh. Khi đó cái đội hình xe của bệnh viện thì nhân viên khi mà họ sử dụng xe hai bánh thì có thể tiếp cận hiện trường nhanh trong các cái trường hợp mà về tai nạn giao thông rồi tắc đường hoặc là những cái con hẻm nhỏ mà cái bất tiện của xe ô tô 4 bánh là không thể tiếp cận được hiện trường nhanh được. Mục đích của chúng tôi là làm sao để tiếp cận hiện trường nhanh, giảm thiểu được những cái nguy cơ rủi ro xảy ra cho người bệnh cũng như là tận dụng được cái thời gian vàng trong cấp cứu người bệnh. Và bệnh viện sử dụng cái mô hình này thì trong một tuần vừa rồi thì bệnh viện đã sử dụng được cái xe cấp cứu hai bánh thì cũng được khoảng 3 trường hợp. Và những cái trường hợp này đa phần là chấn thương do tai nạn giao thông và mình đã kịp thời mình đến để mình có thể mình sơ cấp cứu ban đầu cho người bệnh. Và khi đó cùng với sự hỗ trợ của xe ô tô 4 bánh sau đó chuyển người bệnh về bệnh viện để xử trí kịp thời. Theo bà Thư, hiện tại đội xe cấp cứu ngoại viện bằng xe hai bánh của bệnh viện là 10 xe và 26 người, 2 ca 3 kiếp. Sau khi nhận được thông tin về trường hợp cần được cấp cứu, đội xe hai bánh nhanh chóng lên đường, tiếp cận sớm hiện trường để sơ cứu ban đầu. Nếu cần chuyển viện thì điều xe cấp cứu 4 bánh ngay sau đó. Tình huống là người bệnh mà cần phải chuyển về bệnh viện thì lúc đó mình mới điều xe cấp cứu 4 bánh đi để hỗ trợ. Dạ, những nhân viên này họ được đào tạo theo mô hình paramedic, có nghĩa là tất cả từ tài xế, điều dưỡng cho đến bác sĩ thì họ đều có khả năng xử trí sơ cấp cứu ban đầu. Khu vực quận Thủ Đức có mật độ giao thông cao, nhiều nơi xảy ra ùn ứ tắc đường. Việc cấp cứu bằng xe hai bánh rất hiệu quả, đặc biệt là tiếp cận các hẻm sâu mà ô tô không di chuyển được. Người dân cảm thấy rất vui mừng khi mô hình này thiết thực hữu ích chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân. Công việc xe hai bánh thì nó vất vả hơn xe 4 bánh, nó phải chạy bằng mình phải tự tìm đường đến với bệnh nhân và chỉ là sự cấp cứu ban đầu thôi chứ không đưa bệnh nhân bằng xe hai bánh về, vẫn phải đợi mà xe cấp cứu 4 bánh đến để đưa bệnh nhân về. Thực ra có những thuốc cấp cứu và những vật tư cần thiết cho cấp cứu ngoài viện ạ. Chẳng hạn như là các thuốc giảm đau, dịch truyền, các vật tư thì bông măng gạc và các bóp bóng nội khí quản. Có một trường hợp có xe cấp cứu hai bánh mà chạy đến ca bệnh nhân ngưng tim thì nhà em đã đến để thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân bằng xe hai bánh. Sẽ có ví dụ nếu mà bệnh nhân chấn thương, nhà em sẽ thực hiện là sẽ có thuốc men và vật tư y tế đến đó, nhà em sẽ băng bó cho bệnh nhân trước, cố định nẹp xương trước và sau đó sẽ hỗ trợ xe 4 bánh đến để vận chuyển bệnh nhân đi đến bệnh viện. Nếu không có sơ cứu ban đầu, bệnh nhân có thể nguy cơ dẫn đến sốc, có thể tử vong. Đó là trường hợp nặng nhất. Mà sơ cứu được thì bệnh nhân sẽ giảm đau hơn. Các trường hợp khó thở, nếu những trường hợp khó thở ấy, thì bệnh nhân lúc đó mình sơ cứu ban đầu mình có thể đưa oxy túi, mình đến cho bệnh nhân thở oxy trước. Bệnh nhân sẽ giảm khó thở và cũng có giảm nguy cơ tử vong của bệnh nhân. Khi bệnh viện triển khai mô hình xe cấp cứu hai bánh, đồng thời cũng ra mắt hai trạm cấp cứu vệ tinh đặt tại Linh Xuân và Linh Tây. Bệnh viện cũng triển khai mô hình xe cấp cứu hai bánh tại cả hai trạm này để tăng cường khả năng tiếp cận với người bệnh, phân chia khu vực để đảm bảo rút ngắn khoảng cách thời gian đến chăm sóc người bệnh một cách nhanh nhất.